Tuy bóng đá là số 1, nhưng tôi vẫn chưa biết nhiều về nó. Hả? Và ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết tại sao futsal lại là số 1. Khi mà em được tập luyện tại futsal thì em cảm thấy được thoải mái, trải hết cái lòng đam mê của mình và được chụp bóng, được cản phá những trái bóng futsal. Em cũng thấy mình vui khi chơi futsal. Trong sân thì em cũng có la nhưng mà kiểu nó không mạnh như những đồng đội thủ môn của các bạn khác. Đó là cũng một nhược điểm của em. Huấn luyện viên Diego cũng có hộp nói với em, nói em phải có cá tính hơn và phải là một người đứng đầu. Thường nghĩ ý là những cái vị tướng mà đỡ đòn trong liên quân á, rất là to khỏe và vững chắc, rất là lì đòn, người cái gì cũng to, nên người cơ bắp tay chân cái gì cũng to. Hồ Văn Ý Thiền là một người đồng đội rất là vui tính, hoạt bát nhưng mà hơi nữ tính xíu. Nhiều tình huống Ý Thiền như hay gọi nôm na là chị Bảy, hay điệu tay chân. Em cũng nghi ngờ về giới tính của bạn ấy rất là nhiều, cũng không biết là thích nam hay thích nữ. Đây này, nếu mà nói ý chưa có người yêu thì mọi người sẽ nên nghĩ lại, vì em nghĩ ý là có người yêu và sau mỗi trận đấu thì người ta cũng rất nhiều bạn gái nhắn tin và mua trà sữa. Chúc cho Hồ Văn Ý tập luyện thật là tốt, càng ngày càng thi đấu ấn tượng, giành được nhiều giải thưởng cùng với cấp câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia. Qua chương trình em chúc anh ấy luôn giữ vững được phong độ và là chỗ vững chắc cho câu lạc bộ Thăng Nam và cho đội tuyển Việt Nam. Chúc ấy luôn giữ được phong độ và luôn thăng tiến thêm trong sự nghiệp của mình.